Cũng ở Nghệ An, vào sáng nay, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đã hoàn tất hồ sơ ra lệnh bắt giam hai đối tượng là Lô Thị Hợi, chú xã Yên Hòa, huyện Tương Dương và Vi Thị Pồn, chú xã Siềng My, huyện Tương Dương về tội mua bán phụ nữ. Trước đó, vào ngày 2 tháng 10, tại khu vực phường Quán Bào, thành phố Vinh, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Nghệ An đã giải cứu thành công 4 nạn nhân: Lang Thị Hà, Hà Thị Yến, Bùi Thị Thanh, đều trú tại xã Siềng My, huyện Tương Dương, và Lô Thị Nguyệt, trú tại xã Tam Quang, Tương Dương, bị Hợi và Pồn dụ dỗ lừa bán sang Trung Quốc. Tại cơ quan điều tra, Lô Thị Hợi và Vi Thị Pồn đã khai nhận lợi dụng các nạn nhân không có công ăn việc làm ổn định, cuộc sống gia đình khó khăn. Hai đối tượng đã hứa cho 4 người bị hại từ 60 đến 80 triệu đồng khi sang Trung Quốc lấy chồng, sau đó khoảng 1 đến 2 tháng sẽ đưa các nạn nhân trở về Việt Nam. Khi sang được Trung Quốc, chúng sẽ bán các nạn nhân cho một đối tượng người Việt tên là Hoa, sau đó y sẽ bán các nạn nhân cho người Trung Quốc với giá từ 6 đến 8 vạn nhân dân tệ, tương đương với giá từ 180 đến 240 triệu đồng một người. Trong 4 nạn nhân trên thì có 3 nạn nhân đang mang thai, hiện 4 nạn nhân đã được đưa về địa phương, cơ quan chức năng tiếp tục điều tra bắt giữ các đối tượng có liên quan.